Chán làm người, chàng trai quyết định đặt bộ đồ động vật để hóa thân thành chó, sống nốt quãng đời còn lại. Một người đàn ông ở Nhật Bản luôn mong ước được sống như động vật nên đã quyết định mua bộ đồ giả chó chuyên nghiệp. Theo đó, anh đã đề nghị một phân xưởng sản xuất một bộ đồ giả chó để giấu đi hình hài con người. Từ đó có thể giúp anh sống cuộc sống như một chú chó thực thụ. Anh đã chi khoảng 2 triệu yên, tức khoảng gần 350 triệu đồng tiền Việt để sở hữu mơ ước. Và kết quả nhận về vượt ngoài mong đợi. Bộ đồ giả chó được xưởng làm hoàn toàn bằng tay, tới từng chi tiết nhỏ nhất, thời gian hoàn thành nó mất 40 ngày. Câu chuyện về mơ ước kỳ lạ của anh đã gây bão mạng xã hội Nhật Bản hồi cuối tháng 4, còn được đưa vào các chương trình của đài truyền hình quốc gia nước này. Trên mạng xã hội, câu chuyện về cuộc sống đặc biệt của anh đã nhận về nhiều sự chú ý. Ai cũng bày tỏ sự bất ngờ về mong muốn đặc biệt của anh chàng này. Một bên cho biết họ không hiểu vì sao Toko lại mong muốn được sống như một chú chó. Bên còn lại nhận định chừng nào anh này không làm hại tới ai, chuyện anh ta muốn làm gì là việc cá nhân. Tôi thấy rất phí khi mặc bộ đồ chỉ để thỏa mãn bản thân, nên tôi đã đăng video về nó. Toko nói khi được hỏi vì sao anh bắt đầu chia sẻ các video và hình ảnh về quá trình mặc bộ đồ giả chó. Đáp lại câu hỏi tại sao anh lại muốn sống như một con vật, Toko nói rằng chuyện này khó để có câu trả lời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.